Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay chia sẻ với các bạn hình ảnh ruộng lúa vùng bảy núi An Giang bị ngập nước. Chuyện này nghe khó tin phải không các bạn? Nhưng là sự thật. Lý do là mấy hôm nay trời mưa bão, lượng mưa đổ về vùng núi rất nhiều, cho nên đã điều tiết xuống những ruộng lúa xung quanh chân núi, hệ thống cống thoát nước không kịp, cho nên gây ngập úng. Rất nhiều diện tích lúa ở đây bị hư hại. Khu vực này có rất nhiều bà con Khmer sinh sống nơi đây. Nước chảy mạnh quá các bạn ơi. Lúa khu vực này hư hết rồi. Lúa bị dông bão, bị sập ngã và bị chìm lúc không dưới nước. Mùa này chắc thất thu rồi các bạn. Ngoài kia thì lúa ngập cũng gần trời chấm tới cổ bông rồi. Khu vực này lúa vừa chín tới các bạn ơi, kiểu này lúa hư hết luôn. Còn đây là nước đổ về nguyên một cánh đồng trắng xóa các bạn. Đây là khúc lộ gặp nước, mình chia sẻ các bạn cùng xem. Hiện tại khu vực này nước ngập khoảng 30 cm, thấp hơn so với ngày hôm qua theo mình tìm hiểu. Này đường ngập nước, nước lên láng các bạn ơi, nước cũng vẫn còn đang chảy mạnh. Các phương tiện di chuyển qua đây phải từ từ. Những xe tải, xe ô tô con phải đi thật chậm để khỏi bị chết máy các bạn. Những căn nhà xung quanh thì bị ngập nước, nước tràn vào nhà các bạn. Nghe mà đứng nhìn cảnh đường ngắn ngắm không dám cho xe qua. Trước mặt mình là xe đang bị chết máy đó các bạn. Khu vực này mấy ngày trước là không có nước, hôm nay là nước về ngập lúc hết rồi các bạn. Người dân tranh thủ cắt cỏ cho bò ăn. Chiếc xe này bị chết máy này các bạn, anh này đang loay hoay sửa chùi bu ri, nước vô ướt bu ri rồi. Xe chết máy liên tục các bạn ơi. Đây, mình lại gần cống lớn cho các bạn xem, nước đang chảy này các bạn, chảy cuồn cuộn luôn. Ở nhà phía trước mặt các bạn là ngập lúc hết rồi các bạn.
cống đi ngang lộ đang điều tiết nước này các bạn, chạy quá mạnh. Khu vực này theo mình nhận thấy là ruộng vườn nhà cửa đồ thì có hư hại nhiều các bạn ơi. Này bà con Khmer thì thích thu à. Là thêm một đoạn đường nó ngập nước rồi các bạn, cũng là do nước mưa từ trên núi đổ về các bạn. Nhìn từ xa thì đoạn này mình nhìn thấy có vẻ ngập sâu hơn cái đoạn đầu tiên mình ghi hình cho các bạn xem. Những chiếc xe Honda là ngán ngẩm tìm đường đi cập mé nhà người dân chứ không có đi được ở giữa lộ. Lý do là ở giữa sẽ bị có nhiều ổ gà, dễ bị té ngã các bạn. Video chia sẻ cảnh ngập úng lũ lụt do mưa bão gây ra tại vùng bãi núi An Giang đó nên là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.